Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Tất Đất Tất Vàng của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là sự trở lại của anh Kevin Huỳnh. Anh là broker chuyên viên địa ốc rất là lâu năm tại San Diego, và bên cạnh anh là cô Lily Thảo Lưu, cô là loan officer. Và ngày hôm nay như thường lệ thì anh chị sẽ gửi đến chúng ta những cái đề tài rất là cần thiết xoay quanh vấn đề địa ốc. Trước hết chào Lily và anh Kevin. Chào chị Vân Anh. Chào chị Vân Anh, chào chị Lily. Anh Kevin với lại Lily ơi, chúng ta đang bước vào cuối năm rồi, ai cũng rất là bận rộn để chuẩn bị cho những ngày lễ Tết sắp tới, phải không anh? Đúng, chúng ta có Christmas, chúng ta có New Year và bên cạnh đó là Tết Việt Nam nữa. Như vậy thì cái thị trường địa ốc của chúng ta trong những ngày cuối năm này như thế nào anh? Vân Anh biết là nhà thì mình bán chậm lắm phải không anh? Thì thường thường cuối năm thì mọi người lo công việc giống như là holiday, rồi sắp xếp để ăn lễ Christmas với New Year. Thì vậy thì cái nhà thì thường thường không có muốn mua, rồi phải deal with cái nhà, rồi phải deal with cái lễ, rồi so em nghĩ cái số lượng mà bán thì nó sẽ ít hơn mọi thường. Như vậy thì cái chậm đó nó là một cái thuận lợi cho người mua hay là cho người bán anh? Đó là ảnh hưởng cái người bán nhiều. Thì cái người mua đó thì nếu mình có muốn mua thì mình sẽ mua được cái nhà mình sẽ thích và sẽ có giá thì sẽ mềm hơn chút xíu. Như vậy là thời điểm thuận lợi để cho người mua phải không em? Người mua, dạ. Tại vì ít mình ít có người cạnh tranh lại thì người đi mua sẽ ít hơn. Vâng, thưa quý vị, Vân Anh thì từ nào giờ cứ nghĩ là mùa hè là lúc đó là người ta đi mua nhà nhiều hơn, còn cuối năm này ít ai mua nhà. Nhưng mà bây giờ thì mình mới thấy là tại vì ít người đi mua nhà như vậy thì khi mà chúng ta đi mua nhà thì chúng ta sẽ có nhiều cái sự chọn lựa hơn, phải không anh? Dạ đúng. Tại đúng. Vì hồi xưa nhà hot quá, ra cái cứ có bao nhiêu người đi vô thì, offer, phải không anh? Thì một căn nhà mà có 10 người mua thì cái cơ hội mình mua thì nó thấp. Bây giờ mình có 10 căn nhà mà có 2 người đi mua thì nó cái choice nó nhiều và mình có lựa chọn cái nhà mình thích, nó dễ hơn. Vâng, cho nên quý vị mà muốn có ý định mà mua nhà, quý vị một lần nữa quý vị cũng có thể gọi cho anh Kevin Huỳnh, mà chúng tôi có số điện thoại trên màn ảnh để quý vị hỏi, để mà tham khảo xem là sắp tới quý vị sẽ dự định như thế nào để mà mua cho mình được căn nhà mới. Lily ơi, Lily là người loan officer thì cũng thường xuyên như vậy phải không? Cũng rất là bận rộn, hay là cuối năm cũng rảnh giống như là những người chuyên viên địa ốc khác? Như mọi người biết thì gần đây á, là cái tiền lời á, nó đang lên, nhưng mà nó không có lên rất là nhiều, nó lên từ từ. Thì nhiều người mua nhà thì nghĩ là bây giờ cái tiền lời nó lên quá, so họ sợ. Nhưng mà thật sự bây giờ cái thời điểm bây giờ là thời điểm tốt để mình mua nhà, tại vì cái tiền lời nó vẫn sẽ lên, năm sau nó vẫn sẽ lên tiếp tục, vẫn tiếp tục lên. Cho nên là nếu như mà income của mình ổn định và mình có một cái số tiền chuẩn bị mình có thể bỏ cho down payment thì Lily nghĩ là nên suy nghĩ tới cái hướng là mua nhà, nếu như mà đang thuê nhà hoặc là mua thêm để làm investment property. Vâng, thưa quý vị, cũng như Lily, Vân Anh biết là cũng có một số bạn bè nói là thôi bây giờ tiền lời mắc quá, thôi mình ngồi mình chờ để cho tiền lời xuống. Nhưng mà nhiều khi chờ, cứ càng chờ thì lại càng đi lên. Vào giống như là mình bị vào trong cái hố vậy đó. Tức là mình càng khó cái cơ hội mua nhiều hơn nữa, phải không tới Lily? Tới năm sau thì cái giá nhà nó sẽ lên. Thì Lily và anh Kevin có hay nói chuyện là mình nghĩ là bây giờ chắc khi nào nhà nó lên là thì anh Kevin có nói là chắc là spring năm sau. Cho nên từ bây giờ cho tới tầm tháng 3, tháng 4 ha, là bắt đầu nhà nó lên. Thì cái tầm đó thì nhà sẽ nhóm nhóm lên, bắt đầu mùa hè mà. Bắt đầu nhà. Như vậy thì những người chuyên viên địa ốc thường thường cuối năm là cái thời gian mà họ cũng không có bận rộn lắm trong năm, phải không anh? Dạ vâng. Thì thường thường theo Kevin riêng thì cái từ tháng 12 đến tháng 1 á thì Kevin hay send thiệp cảm ơn khách hàng đã giúp mình trong năm, rồi mình xong đó mình phải làm cái plan cho năm tới. Thường thường cái thời gian đó là thời gian Kevin làm. Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Tất Đất Tất Vàng với anh Kevin Huỳnh. Anh là broker chuyên viên địa ốc tại San Diego và bên cạnh anh là cô Lily Thảo Lưu, cô là loan officer. Quý vị có tất cả những nhu cầu mua nhà, bán nhà,
Cho dù cuối năm quý vị rất là bận rộn trong dịp lễ, nhưng mà quý vị có tất cả những thắc mắc gì, chúng tôi có số điện thoại trên màn ảnh để quý vị gọi. Anh chị là người chuyên viên rất là patient, tức là kiên nhẫn để trả lời cho tất cả những câu hỏi thắc mắc của quý vị. Và nếu mà quý vị đang có ý định mua một căn nhà thì Vân Anh xin chúc cho quý vị sẽ có được một căn nhà như mơ ước trong năm 2018 này. Phải không anh Kevin? Một lần nữa cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Nếu quý vị có nhu cầu mua nhà ở, đầu tư hoặc là tái tài trợ, xin gọi cho Bình Trần. Công ty của chúng tôi có rất là nhiều chương trình làm loan cho những người mua nhà lần đầu tiên, để cho mướn, hoặc là những chương trình cho những người chuyên về self-employed như là chủ tiệm nail. Công ty chúng tôi làm loan cho rất là nhiều tiểu bang, từ Cali, Texas, Colorado, Arizona, Missouri và Nevada. Nếu quý vị có nhu cầu mua bán nhà đất, commercial và business, xin liên lạc cho Kevin. Ngoài ra Kevin còn làm property management. Quý vị nào mà có nhà mà cần quản lý, xin liên lạc Kevin.